Ở đây là cảnh lấy tôm, buffet, những chàng trai thiếu kẹp, dùng tay bóc luôn. Hồng quá à. 179 ngàn. Bóc luôn. Bóc là hết. Ở đây có cái điểm là cái chỗ mà để dĩa với để ba cái kẹt đó, nó khá là xa, mình không thấy. Em lấy được cái dĩa mà thấy cái kẹt phải em? Anh à, không thấy cái kẹt ta. Kẹt đi anh à, bóc nó luôn. Thì tôm hầu chuẩn bị chín. Rồi quá trời ngon không? Đặc biệt là con hầu ở đây nè. Con này nhìn bức ha. Các bạn, phần lẩu đây, lẩu chua cay, rất nhiều tôm, sườn, càng ghẹ, ghẹ nè, buông lên, hay vậy, sao lông, ok, sao lỗ, đã chưa, tôm, hợp quá. Rồi, chào các bạn, hiện tại là khoảng 7 giờ tối, ngày 27 tháng 2 năm 2022 và mình đã trở lại Sài Gòn. Mình sẽ ở đây một ngày hoặc là vài ngày nữa, sau đó mình lại tiếp tục lên đường đi dọc theo cung đường ven biển miền Trung. Thì mình rất mong là các cô chú anh chị ở khu vực biển miền Trung á, có biết được các quán ngon hoặc là những cái điểm nào tham quan hay và đẹp thì xin giới thiệu cho Tùng. Và bây giờ hiện tại là Tùng đang có mặt trên đường Trường Chinh. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn buffet, buffet những chàng trai. Mình xem trên mạng có giá 179 ngàn đồng, có cả tôm và cua. Rồi chúng ta cùng đi ha. 233 Phan Huy Ích, mình sẽ quẹo phải đi một đoạn nữa là tới. Ở đây cách trung tâm Sài Gòn khoảng độ 7-8 cây số gì đó các bạn.
Hải sản những chàng trai 233 Phan Huy Ích, quận Gò Vấp. Cực kỳ đông luôn các bạn. Và hiện tại phải đợi. Đó. Phải đợi ship hàng vậy nè. Đậu nướng thả ra 179. Đây là bên trong quán buffet. Cực kỳ đông luôn. Đông đến mức khủng tưởng. Rồi. Mình sẽ đi về cái hướng của cái quầy hải sản đã. Còn trên tầng lầu nữa. Đằng kia thấy đang nướng tôm, nướng hàu. Rồi bắp. Rồi ở đây chúng ta thấy nè. Có mấy con phở. Đây. Mấy con ốc. Chèm chép, nghêu. Rồi, cá keo, cá chạch. Rồi. Không thấy cua. Cái này có gì đây? Con này không biết con gì. Hầu nè. Hầu cũng vừa thôi. Xò mai. Ốc. Không thấy tôm nữa. Mấy con. Bước qua luôn. Sorry em. À, ở đây có ốc tỏi. Ok. Ốc móng tay. Ốc xương loại nhỏ. Rồi, nhiều trong. Rồi. Mấy các bạn, dưới đây là có ống hút khói. Ở trên thì không có. Đợi tôm. Ủa em, cái giá 179 là có cua không em? Bữa nay chỉ có càng ghẹ thôi chứ không có ghẹ luôn hả? Có ghẹ nhưng hôm nay nó hết hàng rồi, không có càng ghẹ. Là tôm. Tôm tốt. À. Quảng cáo, chỉ là quảng cáo. À. Cua không có cua đâu các bạn. Đây, mặt cá. Cá mà dùng nguyên cái rồi mình vô cái live bên trong xem thế nào. Đồng dữ à. Nói chung mà giá 179 này cũng giá tương đương ok á. Ở bên buffet ông Bình Dân là giá 219 là có cua, mỗi người đựng con cua. Đây cá này giống như cá lăng quá. Rồi thịt này thịt gà, cái này cũng gà luôn. Rồi. Sườn. Vú heo. Sườn. Đi một vòng các bạn xem nha. Đây là cái cùng nước chấm. Đồng quá hết liên tục. Muối ớt xanh, muối ớt đỏ. Thanh tài. Hầu ra hầu rất nhiều. Cái này là ốc đinh. Hết thịt luôn. Không nóng rồi em, vợ tay vô, sợ hả? Anh sợ đưa ra ngoài. Anh sợ đưa tay vô. Rồi, ở đây em biết gì đây? Dũng là gu á. Món này không biết phải là gu không? Hay giống cà ri. Rồi mì xào. Gà. Rồi trứng gà. Nữa rồi. Cái món này cá chẽm nè. Cá chẽm, cá chẽm, cá chẽm mà ngon. Trứng gà xả tắc. Đây đằng kia thấy tôm. Ây da, đụng. Đụng.
cái này là phải đi canh đồ ăn à, sorry. Hỏi thanh long chuối. Trước khi mình đi á, mình thấy trên mạng là họ đăng cua, mà bữa nay đến thì không có cua. Rồi chuối, chè đậu xanh hay là chả giò. Đây, bánh ướt, bánh cuốn. Rồi, khung này toàn bộ là rau xà lách, cà chua. Đây, nãy giờ Quy đi lấy được toàn bộ là hào. Hào không hả? À? Không có thấy tôm ra đúng không? Tôm chưa kìa. Ấy mấy cái hào nó tách ra rồi mà sao mà lấy cái hào này chưa tách luôn hả? Ờ, cái hào này chưa tách thì nó bự hơn, con nó ngon hơn anh. Ờ, không biết có phải vậy không nữa. Thấy trên mạng nó để cua, nó thấy cua đâu. Chưa thấy, nó đây không có cua. Nó nói hả? Ờ, à, ghẹ, nó cứ càng ghẹ không à, nhưng mà nó còn ghẹ nữa. Bởi đó cái buôn bán là mình thấy có một cái kênh gọi là Sài Gòn Phố, họ đăng là có cua. Cuối cùng hôm nay cua giống như cái ngày đó là ngày họ quảng cáo đó, thực tế nó sẽ khác nha. Cái gì? Cũng cá lăng quá. Cá này nướng ngon nè. Còn cá mà bơi bơi ở chổng là cá gì? Cá chạch với lại cá kèo. Đây, tôm ra, tôm ra. Oh. Cái này là tôm càng xanh này đó. Hey, lấy tôm càng xanh, búp bê những chàng trai. Cái này tôm lạnh rồi. Yeah. Ở đây lấy được nhĩ mực. Cái đồ kẹp đó của mình thì lấy luôn rồi. Sao không sao, bạn kia lấy cái kẹp của mình rồi. Ủa sao không lấy cho tôm nữa hả? Đủ rồi hả? Tôm nhiều rồi. Ok. Rồi, cảnh bốc kẹ đã xong. Tôi lộn, bốc tôm. Rồi, bốc sạch rồi. Ủa cái dĩa mực đâu vậy? Mực đâu? Mực. Ok. Tủ bị mất chứ. Đây đông nổi nè. Ok. Đó nè. Có đông gì vậy? Không biết ông đông gì nữa. Cái lấy đi, lấy hai con này đi. Con đi. Rồi. Ok, lấy mỡ hành đồ thôi, đi lên, thử nó. Hay lấy càng ghẹ không vậy? Càng ghẹ hả? Càng ghẹ kìa. Không có con ghẹ ăn càng ghẹ đi. Đây các bạn, từ trên nhìn xuống ha. Rồi, chúng ta vô trong. Ở đây cái chỗ họ đặt chén muỗng này là phía sau cùng luôn, hơi khó lấy và rơi vào tình trạng thiếu. Đây toàn bộ các món. Đây có cá chẽm. Cá chẽm thịt cua. Ờ, cái này là sườn. Rồi, trái cây. Cây này có ốc. Cái này mực đúng không? Ốc cua. Cây mực đúng không? Rồi. Tôm. Càng ghẻ. Đây là ốc tỏi. Đây là tôm. Ốc thế. Ốc thế à? Có tỏi nữa mà.
tỏi. Ok. Thôi là đâu rồi. Nướng tôm trước đi. Tôm à? Quy Quy, em xuống em lấy cái lẩu đi Quy. Lẩu à? Ừ. Thấy kiểu này đồng rồi lấy một cái lẩu ăn luôn. Muốn sẵn lấy cái kéo luôn. Lấy sẵn đi. Thấy đồng quá. Cái hàng này hàng đông mạnh đó rồi. Không có sống. Rồi ok, lấy cái lẩu đi em. Là 4 người mới được cái lẩu em. Là 7 người mới được cái lẩu. Hỏi không? Hiểu rồi, nhưng mà họ nói như được miễn phí là mấy người á. Mấy người được miễn phí. Ba con gà chứ Nguyên. Rồi. 4 người là lẩu không biết gì. 4 người mới được miễn phí lẩu. Okay. Nướng tôm. Để mấy hào trước ha. Ok. Lọc vỏ chưa nữa. Nguyên cả một cái bàn đồ ăn luôn. Rồi, chuẩn bị chín cái phần tôm và phần hầu. Mình sẽ ăn cái phần hầu trước, rồi sau đó sẽ để tôm. Mày chín chưa bạn? Hả? Bởi xôi lên cái, tôm chín rồi đó. Ok. Tôm chín rồi, rắc ra đi. Rắc ba bỏ cái dĩa đi, cháy. Hai con kia nữa kìa. Chưa hả? Để tôm. Ờ cái hậu nè. Cái đâu? À, ok. Đây các bạn. Cái phần hậu này nhìn mít nha. À. Rồi mình ăn hai con hậu. Hậu ba con chứ. Hậu ở đây cũng khá là ngon các bạn. Nói chung là không phải là quá mít nhưng mà nó cũng vừa. Có thịt. Tươi okay. Ngon. Ổn á, nó nằm ở mức ổn á. Ờ, cái phần tôm cũng ngon, nói chung là tôm dai cũng thịt đó. Nãy lại quên luôn. Ở đây thêm cái ổn khổ, nó với con kia là ổn kìa. Ốc bùi. Hậu đâu, đưa qua đi qua đây. Cái chén luôn. Chén này một bó rất lớn các bạn. Ok. Ngon quá trời luôn á. Nãy con tôm ăn thấy sao? Ổn, tôm ngon. Tôm ngon hả? Để qua quên. Nếu như thật ra là tùy con á, có con thì nó sẽ chết rồi. Nè, cái con này chết mà, nó đông mạnh mà. Nhưng mà con có tôm này nó tươi ngon. Nó tươi dài. Cái con đầu tiên của mình ăn là tươi dài. Rất là chắc thịt các bạn. Cái hầu của nó là không phải là xuất sắc mà nó cái hầu nó ăn được. Có con sẽ rất là mứt, có con này vừa thôi. Cái phần tôm em ăn thấy sao Quy? Ngon ăn. Rồi đưa tay này nè. Đó. Rồi ok. Cái phần sa tế này cay các bạn nha, cay và thơm. Cái phần sa tế này mình thích. Cái phần mỡ hành cũng ngon. Rồi bây giờ tập trung vào ăn cái phần hầu với phần tôm. Ăn thêm nó sẽ nhìn xét sao ha. Cái màu này chỉ là màu sa tế đỏ. Có cây cay thơm thơm ngon ha. Ngon. Ừ. Nó ngọt ngọt xíu nữa. Ừ đúng rồi. Ngon. Ở đây chỉ con cá nó đồng quá. Đấy, phục vụ nó sẽ hơi bị chậm á. Đây, tiếp tục nướng con này là con hộp bu rất là lớn. Mình em dùng kia đó. Nè, rồi, rồi, rồi. Quá trời lớn luôn. Rồi, ăn đi, ăn thử rồi. Không, nó lớn dữ ha. Đây, mấy con này hộp bu luôn à. Mấy con vừa thôi. Con lớn quá, nhìn nó cũng... nhìn ngán lắm. Ngán luôn. Mà con này ngon, đây, nó méo múp luôn á. Rồi ăn đi, ăn thử coi sao. Qua tới con Nguyên nè. Rồi đây, bóc ra. Kéo 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 không, kéo không? Kéo nó biết kéo rồi, nó biết kéo rồi. Rồi kéo cái bọn con khác đi. Đây không bỏ sạch tế hả? Rồi. 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 Hả? Ngon lắm luôn hả? Ở đây hồi nãy giờ là cái phần tôm là tươi,
thì hầu tươi, ốc bông cũng tươi. Bỏ luôn một hầm luôn á. Vậy coi giờ nãy giờ cái phần ngon nhất là hầu với lại thằng ốc bông. Thằng tôm cũng tươi nhưng cũng có con nó bị mỡ. Đây, cái con bị mỡ là cái con này nè các bạn. Mình em dùng cái muỗng lên nè. Đây, con này bị mỡ nè. Đó, bỏ nó xuống. Đó, con này bị mỡ nè. Sang tiếp nha, ăn sau cùng sẽ đánh giá tổng thể về cái phần tôm. Rồi nó chảy, quỳ, cái con tôm nó chảy không? Gấp, ốc tỏi nữa kìa. Nó chảy. Ốc tỏi là chính rồi đó. Ốc tỏi chính nè. Con còn đúng không? Nè. Ăn thử cái này còn đúng không? Rồi, còn mấy con tôm nữa. Ốc bu ngọt thịt lắm anh. Rồi, mình sẽ ăn ốc tỏi nha. Rồi sau đó ăn thì mấy con tôm nữa. Chín thì bỏ ở dĩa luôn đi Nguyên. Cái con tôm á, chín chưa? Chưa hả? À, mới một mặt nữa đúng không? Đó, lấy nó ra. Ốc tỏi. Rồi, ốc tỏi ngon các bạn ơi. Như vậy là hầu ngon, ốc tỏi ngon, ốc bu ngon. Tôm hồi nãy giờ ăn phần lớn cũng ngon. Những con bị mỡ. Tùy con ha. Nói chung là hàng không lạnh á. Đây có thêm một số con nữa nè. Ê sẵn mày nướng cái phục vụ đi. Tắt tới kéo mấy cái thằng tôm qua được không? Hả? Mặc kệ. Ok. Chúng sao tới đúng rồi. Chúng sao tới. Vô nướng đó. Đó, mình phải dễ chín hơn. Mấy món kia còn chín quá. Rồi, đâu luôn, đưa vào đó Quy, đưa luôn đi. Rồi, thứ hai. Rồi, Quy ông bù ăn đi nha. Đây, mình nãy giờ nó lo làm cái con chuyển sang nướng cái phần sườn với phần bò. Ở đây than đôi khi cháy hơi chậm, mình cho cái phần mỡ vô các bạn sẽ cháy lên bùng lên nha. Rồi mình mới ăn cái phần sườn nướng các bạn, sườn nướng cũng khá là ngon nha. Như là cái phần thịt bò. Rồi cái thịt bò này sao không nghe mùi bò ta? Không, mềm ngon á, thấy mềm ngon mà khó nghe mùi bò thôi em. Có một cái điểm các bạn là ở đây là quá đông cho nên nhân viên phục vụ không đủ á, cho nên cái lò vỉ như thế nãy giờ không dám kêu thay luôn. Ý là vì sao kêu họ chăm than là cũng đã chậm rồi, đông quá. Em đẹp à, ok vô luôn phần lẩu. Đây là tôm lột với lại ghẹ lột, là càng ghẹ đó các bạn. Rồi cho luôn cái phần cải vô luôn đi đó. Các bạn nhớ đến ăn sớm nha, sau 8 giờ là biết đóng cửa. Nhưng với tình trạng này nè, đây là 9 giờ và không còn bún nữa. Không còn một hộp bún luôn. Rồi, ok. Đã quá ha. Còn nhiêu bỏ vô hết á. Rồi, phần lẩu chín rồi, ăn thôi. Đó, có càng nhẹ đó. Hồi nãy càng nhẹ có đập ra chưa? Có cái đập càng không. Ok, tôm cũng vậy luôn đúng không? Ừ. Rồi, mình đã xin được một dĩa bún các bạn. May mắn. Đây, cuối cùng cũng xin được. Rồi, ăn thôi. Vô phần nước lẩu đã. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's
tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Rồi, nhớ mình ăn xong cái phần buffet các bạn, thì nói chung cái phần 179.000 đồng này á, đối với mình nó đây cũng ổn. Thực sự thì phần ở đây là mình thấy phần hàu cũng được. Hàu được, tôm cũng không ổn. Tôm là gần như là 80% là ok. Có khoảng độ 20% nó sẽ rơi vào tình trạng như là hơi bở. Cho vô cái phần nước lẩu nấu hơi lâu, nó sẽ có vài con nó giống như là bị 50% là rơi vào tình trạng nó giống như hơi bị có bột. 50% lại là ok. À, về cái phần ốc tỏi ngon. Ốc tỏi bu ngon. Cái phần sườn nướng cũng ok. Phần cá lăng ok. Riêng phần cá chẽm mình không đánh giá cao, nó cảm giác như là 50% đúng không? Ừ. Còn gì nữa ta? Mình ăn gì ngon nữa? Mực hồi nãy là tạm. Ừ. Nó có phần dai. Trời, có phần da nó dai lắm mà nấu rất lâu, nướng rất là lâu. À, thanh long ngọt. Cái phần nước lẩu ở đây có vị chua ngọt ok. À, vừa phải. Còn gì nữa ta? Ở đây còn nổi bật cái gì nữa không? Hết rồi ha. Hết rồi, không đánh giá cao, càng ghẹ lắm. Ờ, càng ghẹ hơi tanh. Đúng rồi, càng ghẹ thực sự là tanh. Ban đầu mình đến đây là vì vấn đề là mình nghĩ là có cua. Ở trên Facebook á, họ đăng là có cua, cuối cùng không có cua. À, về cái phân khúc này 179.000 đồng, các bạn có thể liên hệ với buffet Cô Ba Còi nằm ở đường Sông Hành, Vũ Cầu Lộ 22. Và đó là giá như cũng khoảng độ rẻ hơn đây chút xíu và có tôm càng xanh sống. Mình ở đây so sánh là so sánh với buffet Đại Dương đó, có diện. Ừ. Hai khu chính xuất không? Không, bây giờ mình đang nói với khu này á, nếu mà Tân Bình, khu này Gò Vấp với lại gọi là cái quận 12 á, xa lộ Sông Hành á, thì Cô Ba Còi sẽ mạnh hơn. Nhưng mà tại vì cái Đại Dương là đối diện luôn rồi. Ừ, đúng rồi, đây là Đại Dương. Hồi bữa mình có quay Đại Dương và Đại Dương thì có cua, nhưng mà cua của Đại Dương là cuối là 200 mấy của anh rồi. Nhưng mà cuối tuần 219 hả? 199. 199, 199. Ờ, đúng rồi, thằng kia là có cua và có một con cua. Ở bên buffet Đại Dương Tân Bình, nhưng mà ngược lại là buffet Đại Dương Tân Bình nó được một điểm á là nó dọn hàng. Hết độ là 9 độ, 9 giờ là nó dọn và nó không cho mình ăn nữa. Hết luôn, nó dọn vô luôn. Nó dọn luôn, nó không cho mình ăn luôn. Mình vẫn ngồi nhưng mà thật ra mình lấy thoải mái trong bàn để... Rồi, ok, mình trở lại. À, về cái vấn đề phục vụ đây, thực sự mà nói là không có chuyên nghiệp. Thực sự mình dùng tôi là không có chuyên nghiệp bởi vì quá đông, thứ hai là nhân viên mới. Cái thứ ba là về quản trị á, khi mà mới vô là không có người nào hướng dẫn cận cả, cận cả. Thậm chí tới giờ thì vẫn chưa thu tiền. Cũng giờ mà mình chưa biết chính xác là có VAT không, VAT là một cái điểm. Cái điểm đó là thực sự là cái không gian này không có rộng lắm. Cái chỗ mà để chén dĩa muỗng nĩa là cuối cái khu vực luôn, mà nó không có nằm ngay cái khu quầy line. Cái đáng lẽ là phải để cái ngay cái quầy line rồi mới lấy. Ừ. Quay qua quay lại mất rất là mất thời gian. Đúng, hết đồ gấp. Cái nữa là muỗng nĩa, muỗng đũa cũng ít nữa. Thậm chí là có một số bạn là phải sử dụng tay để bóc cái con tôm càng xanh. Bóc luôn hồi nãy em. Bóc luôn. Về cái phân khúc này thực sự mà nói, nếu mà các bạn ở ngay khu vực quận 8, quận 5, quận nhất, quận 3, quận 4, quận 7. Ờ, quận 3 hơi xa đúng không? Không, như là nhất nè, 4 nè, 7 nè, 8 nè, 5 nè. Có thể đi qua buffet Ông Bình Dân nằm ở đường Nguyễn Hữu Thọ. Cuối đường Nguyễn Hữu Thọ. Và thực sự cho đến hiện tại cái dòng buffet đó vẫn là buffet ngon nhất. Khi mà các bạn bước vô buffet Ông Bình Dân là tất cả các món nào nhìn cũng muốn ăn. Món chế biến sẵn thì rất là ngon. Đúng, còn ở đây món chế biến sẵn mình nhìn qua một lần mình không ăn. Ở đây nè, và buffet Đại Dương cũng vậy luôn. Cô Ba Còi thì cái phần chế biến sẵn cũng tạm ổn. Có bánh xèo. Ở bánh xèo ngon. Thì mình lặp lại với các bạn một lần là buffet Ông Bình Dân hiện tại vẫn là cái buffet đứng hàng đầu trong tất cả những dòng buffet mà dạng độ 159, 179 hoặc là 199, 219. Đặc biệt là 219 của buffet Ông Bình Dân là có cua và rơi vào cuối tuần thôi. Thì nếu các bạn mà ở ngay khu vực quận Gò Vấp á, thì mình nghĩ là buffet Cô Ba Còi, đường Sông Hành, quốc lộ 22. Hoặc là các bạn không muốn di chuyển xa thì Gò Vấp ngay chỗ này, nói chung chỗ này ăn mình thấy cũng ổn. Không hẳn là xuất sắc nhưng ăn ổn. Có điều quá đông, đông khủng khiếp luôn. Rồi nếu mà về quận Thủ Đức á,
thì là buffet đại dương. Buffet đại dương nghe Thủ Đức là ngon, giá rẻ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Sau đây là tổng số tiền. Ở đây nước lẩu một phần 39.000, Coca-Cola lon 3 lon 48. Vé thứ bảy chủ nhật ngày lễ là 189 lần. Tất cả là 567, nước suối 2 chai 32.000, tổng số tiền là 686.000 đồng. Buffet hải sản tươi sống những chàng trai. Hotline 0933 599 789. Cái giá đó là giá đồng với lại các buffet khác rồi, VAT gì nữa. Không có phí phục vụ, nó có ghi cái dòng đó, ý anh hiểu không? Nó có ghi cái dòng đó. Để là không có xuất hóa đơn. Nhưng mà nước suối 16.000 đồng chai thì đúng là hơi chua. Giá 16. Rồi uống nước ngọt ngon hơn. Trong cái la vi này có bao nhiêu tiền đâu. Cái này cái phần nước suối hơi mắc.